Tuy cùng mang đến vẻ đẹp tự nhiên nhưng mỗi công nghệ phun môi tại Trên Kim lại mang đến một vẻ đẹp khác nhau, phù hợp với từng phong cách. Video này sẽ giúp bạn lựa chọn công nghệ phù hợp nhất với mình qua các chia sẻ về 1. So sánh cơ chế phun môi không bong và phun môi Lip Mix. 2. Ưu nhược điểm của phun môi tự nhiên không bong. 3. Ưu nhược điểm của phun môi tự nhiên Lip Mix. 4. Hình ảnh phun môi tự nhiên Trên Kim. Cơ chế phun môi không bong và phun môi Lip Mix khác nhau bởi các yếu tố: vảy bong, thời gian bong, màu sắc bong. Phun môi tự nhiên không bong cho lớp vảy bong cực mỏng, nhẹ như da chết, dễ dàng trôi sau mỗi lần rửa mặt, hoàn toàn không khô, cứng so với công nghệ truyền thống trước đây. Phun môi tự nhiên Lip Mix có lớp vảy bong dày hơn một chút nhưng không bị cứng và hoàn toàn không gây đau hay mất thẩm mỹ. Về thời gian bong, phun môi tự nhiên không bong bong mủn như da chết sau 2 đến 3 ngày. Phun môi Lip Mix thì lớp vảy mỏng sẽ bong sau 2 đến 3 ngày. Phun môi không bong sau bong, sắc môi tự nhiên, trong trẻo, căng mọng. Phun môi tự nhiên Lip Mix sau bong, màu môi tươi tắn, rạng rỡ, thay thế son. Phun môi tự nhiên không bong có ưu nhược điểm thế nào? Thì ưu điểm của công nghệ này là lớp vảy bong nhẹ, mủn li ti, quá trình bong nhẹ nhàng, tinh tế, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Công nghệ sử dụng đầu kim nano siêu nhỏ đi mực đúng tầng da ở lớp thượng bì, không nhồi nhét quá nhiều mực dưới da, giúp cho làn môi đẹp tự nhiên với sắc môi trong mỏng, tự nhiên tối đa. Nhược điểm là tuy phù hợp với mọi nền môi, nhưng phương pháp này sẽ chỉ đạt được hiệu quả tự nhiên tối đa với sắc môi trong mỏng khi thực hiện trên những nền môi không thâm hoặc thâm nhẹ. Công nghệ phun môi tự nhiên này phù hợp với tất cả các loại da, da dầu, da khô, da mụn và mọi chất liệu da môi, da sẹo, chai lì, khô. Đặc biệt là phù hợp với những nền môi thâm sẽ mang lại màu sắc tươi tắn, rạng rỡ cho đôi môi. Nhược điểm là lớp vảy bong dày hơn, tuy nhiên quá trình bong nhẹ nhàng, không mất tính thẩm mỹ, không có hiện tượng căng cứng bề mặt môi. Tùy thuộc vào vẻ đẹp mà phái đẹp mong muốn là muốn nhẹ nhàng, tự nhiên hay là muốn một đôi môi có màu sắc tươi tắn, thay son, kết hợp với sự tư vấn của các chuyên viên Trên Kim sẽ giúp chị em có được sự lựa chọn công nghệ phù hợp nhất. Thank you.